Hello, chào tất cả anh em đang có mặt trên kênh của mình nha. Thì bây giờ mình sẽ kiếm cái bộ đồ này nha các bạn. Giá gốc vé thợ săn giá gốc. Làm sao để mua đây? Mua làm sao? Làm sao để mua đây? Anh em ơi, làm sao để mua đây? Đặt trước rồi. Mua làm sao? Ủa, phải tới 19 tây mới bán. Ủa gì kỳ vậy? Nó nằm trong tủ đồ anh hả? Vậy luôn. Ok, anh sẽ vào tủ đồ. Có cái củ cải á, lừa tình hử? Lừa tình tôi hử? Bộ sưu tập này nọ đâu? Đâu vũ khí? Vũ khí nọ đâu? Nó đâu? À, nó đây. Trang bị. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đổi nhân vật để kiếm cái bộ đồ đó. Ok, nhân vật nam. Ok, let's go. Đẹp chưa? Đẹp trai chưa? Thôi Maxim đi, chọn Maxim đi. Thôi chọn. Con này xấu quá, thôi kệ nó đi. Như con này thấy ghê, đúng rồi, con này thấy ghê. Chọn Maxim nha các bạn. Nhân vật Maxim. Rồi, tủ đồ. À, đây. Chạy đi đâu? Wow, quá ngầu anh em ạ. À, đặt trước. Ôi, quá ngầu luôn. Ngầu như bồn cầu. Trời ơi, đẹp quá. Sao mình không biết vậy trời. Ok, tiếp tục sẽ là cái gì đây? Tiếp tục thì 2 năm Free Fire các bạn cũng có thể biết rồi. 2 năm Free Fire là cái củ cải gì rồi? 2 năm Free Fire, 2 tuần đầy qua. Ui, 1 triệu kim cương, hộp ma thuật, 99 triệu đồng, bộ sưu tập sinh nhật. Và cùng với đó, đó chính là nhân vật tùy biến. À lộn, nhân vật tùy chọn nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ khô máu với một cái thứ gì đó mà anh em đang cần. Đấy, 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 đấy. Anh em đây. Đó, anh em thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Khô máu với 32.000 kim cương. Sẽ được cái này. Được cái này, được cái này, và được cái này, và được cái này, và được cái này, được cái này, được cái này. Ui, quá đã. Trời ơi, sao mà nó đã dữ vậy? Để có được bản thiết kế, mình phải quy đổi. Quy đổi được không ta? Mình có bản thiết kế để quy đổi không? Quy đổi. Ok, như vậy là mình đã quy đổi thành công và mình đổi cái con củ cải này. Yeah, hòm sát chú hề. Ok, vào bộ sưu tập. Hòm sát chú hề. Ui, dễ thương quá các bạn ơi. Ui, 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 ui. Quá dễ thương luôn các bạn ạ. À, giết địch xong rồi nó sẽ ra cái củ cải này, dễ thương quá. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ vào shop để coi có còn cái củ cải gì nữa không để mình phá kim cương nha các bạn. Ra mắt nhân vật mới, cái này thì cũng không có gì mới cả. Gói. Ok. Không còn gì mới cả. Từ từ nào, từ 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 từ. Đang khô máu, đợi xíu. Ok, bây giờ mình sẽ vào vòng quay may mắn mình khô máu nè. Đừng có spam mà. Lát rồi. Yeah. Sa răng hế. Ê. Đang quay đồ. Lát luôn rồi, đậu xanh. À, mang nỏ được ở phòng chờ phải không? Ok. Lát luôn rồi nè. Cay thế. Cay thế. Trời đất ơi, sao tôi lại lát thế này vậy? Ok. Vũ khí. Cầm cây nỏ nào. Cây nỏ đâu?
Nó là thuộc súng Ngồi thứ nhắm. hai này từ từ. Kéo xuống, kéo tôi xuống. Cây nỏ đâu rồi ta? Thế này toàn phòng hai người, từ từ để tôi kéo xuống dưới. Cây nỏ đâu rồi? Đậu xanh cây nỏ đây. Ok. Quay quay xong chưa? Sắp xong chưa? Chưa, chưa. Đang Đây chờ là cây quay bộ nỏ mới nè. mà. Quay bộ gì? Cây nỏ đâu rồi? À đây. Hello, hello. Sự Cái đi gì? đang rồi, sự Sắp đi đi đang đâu? rồi. Ui cái gì? Ui cái gì ạ? Quay. Chắc đang đang kiểu ra đồ đạo hết. Đá chế tác tao. Ra! Bạc với Mẹ đá chế tác như cái củ cải ấy, nó ra đá chế tác không à? Ui cái gì vậy? Ui ai chơi? Ôi chơi ai? Ui. Ai chơi cái máy gì ghê hả? Tôi nghe lại giọng, tôi nghe lại giọng của tôi chứ. No, Ra đi. Ui, toàn ra đá chế tác không à. no. Cái củ Tại cải phải vậy đổ ta. xong nữa. Nghe nói gì ông kêu ơi? Tôi đang đợi không? Đợi tao đang đồ. Ok. Đợi ông ấy tí. Nghe nói gì ông kêu Quá sắp sắp trọng ai. Từ từ để điều chỉnh cái đầu xanh, không nghe ai nói gì cả. Sao nghe cái mic của mọi người kỳ cục Hello vậy? hello hello Nghe chưa? hello giờ mới nghe. Ui thế nãy giờ tôi À, nói ui nãy giờ tôi cứ bị vang vang, chẳng hiểu tại sao. sao toàn ra ok đá chế tác không giờ mới vậy? game đây. Tắt rồi. Ok. Ui ra đá chế tác không à, không ra mảnh nào hết. Ui ra một mảnh nữa nè, ui ra đá chế tác nữa kìa. Ui lát luôn rồi. Tất cả là tại cậu đó, Gil Show Gaming TV à. Tôi đang khô máu. Ui. À cái này. Ui cái này. Cái này ba mảnh lận. Hèn gì nó ra khó ra mà. Ui đá nữa kìa. Ok mảnh rồi. Ok. Ui hai mảnh nãy giờ được có hai mảnh nè. Cái gì vậy? Ui cái gì vậy? Ba lần không ra. Thôi 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 không quay nữa các bạn. Không quay nữa. Không quay nữa. Mời lại kêu ơi. Đậu xanh. Mời mời lại, mời lại cậu ơi. Không quay nữa nha các bạn. Vô chơi luôn. Let's go. Yeah, gà rán. Cây Ê, gà coi rán. cái nỏ này vui quá, trưởng ra vào phòng chờ bắn bắn vào mông nó lưu lưu hết nỏ lại hay lắm. Vậy luôn, à, đè một thằng bắn đi. Từ từ, thế để cho sao tôi cầm nỏ vui bắn vui cực, mông, nó ghim hết mông đấy. Cậu cậu ghim mông nó xem buồn cười lắm. Đây tôi kiếm thằng nào đứng một chỗ, tôi ghim hết vào Đây mông đây. nữa. Đây kiếm mấy mấy nhỏ nữa, đây 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 đây. Nhỏ nữa đây Đâu, này. đâu Bắn À, bắn à đây 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 đây. Đấy. Em này nè. Chạy luôn. Ôi dễ thương quá, ghim. 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 Rồi ghim 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 nhiều dao. Ghim vào móng, ghim vào móng. Ui ghim ngựa. Ôi dễ thương quá. Ghim. Ở bên đây không có gì sao. Ghim. Ui ghim ngựa. Từ 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 thả bánh sinh nhật cho ghim nữa. Ghim. Ủa một kim cương. Ấy da cái thằng ngốc nghếch này. Đừng coi. À hả. À mẹ cái thằng này. Bắn đít người ta, tôi không ngờ cậu vậy luôn á. Em biết. Chết đây. Cậu bắn. Thì cái gì? Sao cái tầm này vui không? Ủa cái chế độ chậm 50% nhìn như bị bọn delay ấy cậu. Chơi 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 diễn thôi kiểu này. Hôm nay mình sẽ thay bạn. Mẹ. Mông lùi như củ cải. Ồ, chán đời luôn á. Mông lùi vô cái trận đấu mà top gì? Top không kêu mà đi chém người ta, bị bệnh. Mông lùi bị bệnh. Cái gì? Đấy. Vô phòng đấu giao là không kêu sẽ được kim cương. Bà vô bà chém người ta. Chạy luôn. Ừ. 50k kim cương mà bả vô bả chém người ta.
Trời ơi. Mô lùi tắt mic, không chơi với mô lùi nữa, mô lùi đi ra đi. Mô lùi tắt mic. Chơi game mà tắt mic. Tắt mic không được rồi. Chắc đang nói chuyện với người yêu đúng không? Mà có cái số này cậu cũng lấy được, tôi không ngờ. Kìa, dưới kìa. Cái này. Ok. Mía, ai thèm dành đâu cái thứ gì á. Phải thứ 6 ngày 13 hả? Tôi đi cậu dành đồ ghê lắm. Thôi đây. Môn lùi như... tắt mic nhà. Môn lùi là mùi... Cái gì vậy? Cái sai rồi đó. Hả? Cái gì sai em? Hả? Cái thì sai? Anh hay gọi là mồn lùi mà em. Đúng rồi, anh gọi không, đúng tên mà. Nhưng mà... Thôi không nói đâu. Em như cái cụ cải á, Sarang-hê à. Sarang-hê bệnh gì ra em, Sarang nói. Em như cái cụ cải á, Sarang-hê. Thất vọng thật sự luôn á, con gái còn nướng, con gái tấm bệnh. Ủa, tôi đâu ấy. Trời ơi, mình thật sự là mình không nói gì luôn á. Thôi đi, Sarang như cái cụ cải, như cụ cà rốt á. Như cổ cà rốt riết rồi chỉ cho con thỏ nó đớp vào nó kêu kêu rột thôi. À, Sarang dễ thương lắm các bạn, da trắng chân dài, ôi cao nữa chứ. Mông to, mét, trời, mọi thứ đều ngược lại hết luôn á. Mét sáu mấy, mẹ, dễ sợ, mét sáu, sáu tám, gần mét bảy luôn các bạn. Ba vòng như nhau luôn, hơi, à, ba vòng mỗi vòng, một chỉ số. Không, ba vòng mỗi vòng như nhau. Thành cái thùng phi vậy con. Trời ơi, mỗi vòng nào ra vòng đó đó trời. Vòng nào ra vòng đó luôn các bạn. Đó, hơi bị xịn rồi. À bây giờ mình sẽ test cây nỏ nha các bạn. Đây, cây nỏ, đây dễ thương không? Đó. Đi rồi đi game tiếp người ta. Ui, cây nỏ kìa. Ui. Quá ngầu cho cái bụng. Hey, có đi bên dưới kìa. Có đi tôi đi game vào đứt nó. Bắn nỏ vô mông. Ok, lên. À, đứa nào cầm nỏ vậy? Thôi đừng cầm nỏ. Tôi một mình tôi cầm thôi. Một người cầm thôi, một người cầm thôi. Đây đây thầy 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 thầy. Này. Hai người nhá, hai người, ba người này à. Ở hướng 150 ngang cạnh kêu này. Tôi thấy cái nọ đó. Rồi, dính. Vô mông thêm phát nữa nào. Nóc. Nóc 2. Từ từ tôi ghim đích. Tôi ghim đích. Còn một, còn một. Tôi ghim đích, tôi ghim đích, tôi ghim đích. Từ từ. Chết rồi. Tôi ghim đích. À, chú đích. Con kia. À, con đứa đứa đâu, đâu, đậu xanh đây, kia. Đây. À, ông này lăn tôi chết rồi. Cay thế. Phải mình ghim đích. Quỷ đó. Có đàn nỏ không? Cho tôi đi. Không. Cay thế. Nghe tôi ngờ cậu rồi cậu biến thái vậy luôn á. Tính là kiêu chỉ luôn á. Tính là cậu chỉ á. Mẹ, cậu như cũng cãi á. No, không hề. Mô lùi chỉ. Ờ, không ngờ mô lùi là... Mô lùi là... mô lùi người như vậy luôn á. Mẹ. Cái hồng xét đúng tên luôn. Không ngờ mô lùi lại là cái mùi... Cái... Không ngờ mô lùi luôn nha. Anh không tin mô lùi như vậy luôn á. Hỏi đi. À, mình có bạn. Ok. Trên nhà hai lầu trên tầng 4. À tôi thấy, áo trắng. Rồi ok. Trên lầu nhà xanh 2 tầng này mọi người, ở hướng 165 này. Nè, mình sẽ ghim cái nỏ này vào đầu nó, là cái nỏ đẹp quá các bạn. Cậu đã bao giờ thấy sét đánh mà tắt nguồn luôn chưa? Vậy luôn. Ờ, tôi bị sét đánh xoẹt qua máy mất điện luôn. Sao đang thế? Yo. Hello. Yo. Ok. Này đây cậu lấy đại số căn lắp vô này, có biết mấy thằng khách chơi không? Lắp vào. Ờ được, cũng được. Ủa bắn đùng. Ủa đâu thấy đâu ta? Có. Đây trong nhà này này, góc nhà bên trái nhá, nhà hai tầng bên trái này. Để ghi ném bom lên. Rút ra. Ồ chạy rồi kìa. Rồi một viên đậu xanh, kỳ vậy. Pháp vẫn thiệt. Ủa? Ông ra ngoài rồi. Ngoài hàng rào nè. Ok. Đây nè, bên trái này. Ê, Nhìn đi. Ê, đậu xanh. Ôi, mồn lùi. Kỳ vậy. Bắn vào đít. Này, chỗ này bắn nó đít người ta này. Nhắm đít người ta mà bắn cơ. Tôi đang... Chưa mọi người. Tôi đang cần đạn nỏ. Tôi đi kiếm đạn nỏ đây. Tôi đạn nỏ. Đạn nỏ đâu? Tôi đạn nỏ đâu? Đạn nỏ đâu? Okay. Đạn nỏ đâu? Đây nè. Đâu? 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 Anh tới đây. Máu này mua lùi, máu này. Ok. Quá đã. Tôi sẽ kim vào mông nữa. Bơm đầy luôn vào cái mô, mô lùi đi. Cái gì vậy? Gil nó bậy. Ui, nhiều lúc mình không muốn chơi với Gil là vậy đó nha các bạn. Bơm đầy đi mô lùi cái gì á? What? Vì cái gì mà đưa máu vào mô lùi gì? Ghê quá à. Cái gì vậy? Này ép bậy cho mọi người, đây. Thôi đi.
Quá bậy luôn. Sa Rang đã bậy rồi, không ngờ Yuso lại còn bậy như vậy nữa. Thề luôn á. Bà Sa Rang đúng kiểu là đang trên cây rớt quả táo rớt đầu xong. Sa Rang như củ cải đấy á. Thề luôn á. Ôi Sa Rang đúng. Nghe thơ quá. Thôi đi. Sa Rang. Cái gì chơi dơ? Cái gì Sa Rang chơi dơ? Nha. Sa Rang ghê quá. Thề luôn. Nhiều lúc mình không muốn chơi với Sa Rang là như vậy luôn á bạn. Thì cái thích giọng cái đi. Trời ơi không tin được luôn. Không tin mấy người, trời ơi, tôi bị ăn hiếp rồi mọi người ơi. Cái gì? Tính ra là tôi với Gil bị ăn hiếp đó. À, tôi với Gil bị hiếp á, không bị ăn hiếp. Nha. Yeah. Đúng. Trời ơi. Đúng. Yeah. Bây giờ con gái con lứa cứ thấy con trai là cứ vô là cứ tốn lên. Hiếp à. À lộn ăn hiếp à. Hiếp người ta. À, bông lui. Kìa, xe. Rồi, một viên. Một team nha. Chết hết rồi, Sa Rang giết hết rồi. Không ngờ Sa Rang lại là con người như vậy luôn á. Nó đang ngồi bơm máu đấy luôn á. Thôi đi, mọi người không giết, tự nhiên Sa Rang bay vô bắn chết hết luôn. Cay thiệt chứ. Thất vọng thiệt sự luôn á. Thất vọng thiệt sự luôn á. Đúng không? Thôi đi. Cái gì sờ... Cái gì sờ rô? À nghe thoáng thoáng là mình nghe sờ rô. Ờ sờ rô cái gì vậy? Sờ rô là cái gì? Cái gì sờ lô gì đó? Bậy quá à. Mẹ không tin luôn á. Lần đầu mình chơi với Sa Rang luôn á, trời ơi. Mất hình tượng quá Sa Rang ơi. Anh mất hình tượng quá. Hình tượng sờ, Sa Rang có thể ra chút kín mà sờ được không? Sao phải nói trong trận này? Là một người con gái cao 1m78 á lột. 68, da trắng, chân dài. Ôi, một mẫu người hoàn chỉnh để mà có thể là mình nhìn được mình nhìn xuyên qua được tất cả những cái tấm lòng ở trong đó. Trời ơi, bây giờ cái gì mà tấm nè nha, cậu nha. Thôi đi, cậu ghê quá. Sao quá. Đi cẩn thận ra. Sa Rang đã bậy rồi mà sao cậu cũng bậy vậy? Thôi đi. Không tin được luôn. Ăn ức của mọi người ơi. Ăn ức quá. Adub á? À rồi, Adub bắt bắn lên thành nữa cậu. Adub. Này tôi đưa cho này nhưng mà có biết bắn, có biết bắn lên thành không? Đổi liền đúng không? Đổi liền. Không. Vào setting bật cái chỗ ấn thả thì mới bắn liên thành được. Nó này. Vào setting ấn thả tôi vẫn ấn thả mà. Đấy thì cậu sẽ liên thành được. Hả? Còn nếu mà ông dùng chế độ đấy nó bị auto delay mất cái thay đạn đấy. Đâu ấn thả mà. Bây giờ nha, vào setting nha. Tôi vẫn ấn thả mà. Adapt mở bắn tỉa nó chọn vào ấn thả. Đấy thì cậu sẽ bắn liên thành được. Đổi bắn liên thành đi. Là sao? Bắn đổi. Có phải là bây giờ nha nó fit cái kiểu bắn liên thành của Adapt rồi. Đó quay lại bắn. Đó. Vẫn vậy mà. Nè, nhưng mà bây giờ cậu để về ấn là không làm được đâu. Bây giờ cậu để về ấn nó không làm được. Nó fit rồi, nó fit cái ấn rồi. Để ấn về ấn đi. Đó, đổ súng là nó sẽ mất một nhịp thay đạn. Không, đó, cái đó. Kia. Nè, cái kia nó vẫn mất một nhịp nè, tôi chỉ cậu coi nè. Đó, ấn thả đó nè. Nè, vẫn thay nè. Đó. Vẫn thay. Đâu? Vẫn thay nè. Tôi chỉ cho cậu cầm lại khẩu AWP của cậu đi. Ok. Cậu bắn một viên xong rồi cậu đổi súng khác nhưng mà đổi chậm thôi. Hiểu không? Bắn một viên rồi đổi súng khác, đổi. Thấy không? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Đúng rồi, tôi bắn được mà, tôi bắn được mà. Tại vì cậu đổi nhanh là khác. You ok? Nó vẫn bị delay cậu. Vẫn bị delay. Ủa, mọi người đâu rồi? Fit cũng đúng rồi. Từ đúng mình rồi. Nói nhiều quá cái riết rồi hai đứa kia không nói biết nói gì luôn. Cái stream bên đứa hai đứa kêu là má thằng rồi, yêu má thằng AS nói nhiều làm chị Sa Rang của tao không nói được. Nó vậy luôn, trời ơi không ngờ luôn á. Cái gì? Không nhờ. AS biết được gì luôn á. Thì đó, anh đang xem kia stream em mà. AS chuyên gia sợ em đi sao? Được. Anh cái gì? Không, em đang ấy lộn. Không, anh đang xem em stream hiểu không? Ok, hợp lý hơn rồi đó. Đó. Ok được chưa? Ok. Cái gì mà server rồi mắt lim dím? Cái gì? Ghê quá, ghiêu ghê quá. Ghê quá. Môn lùi. Môn lùi. Môn lùi còn nói thì ghiêu ghê thấy không? Rồi cậu biết cậu ghê gớm cỡ nào rồi đó. Tôi chỉ nghe lại thôi mà. Thôi đi. Cái gì sạc cái gì người em? Gì cắm sạc binh gì đó?
Ai hết binh, ai hết binh? Cắm vô. Gì cắm cái gì vô binh? Cắm cái gì vô? Cắm mấy người ghê quá à. Ghê quá à, trời sao đang ghê quá à. Rồi tôi đi lấy nước uống đây, ghê quá. Sao đang ghê quá à, thôi đi. Không ở ở đây bao nhiêu người đàn ông. Đàn ông của team mà đi nói những bậy bạ. Ủa, nghĩa là sạc binh thôi mà, làm gì ghê vậy mọi người. Nhưng sao lại bảo là sạc binh vào người? Ủa, có nó sạc binh vào người đâu. Cắm sạc. Hiểu không? Cắm sạc thôi. Hello, chào tất cả mấy bạn đang có mặt ở trên cái stream của AS Mobile. Stream biến thái của AS đây mọi người. Biến cái đầu mì ấy. Ôi này đi. Hả cái gì? AS cái gì mà cái sơ tí à... Cái gì? AS cho em sơ gì? Má ghê quá hả? À? À, cái tem này ghê quá hả? À? Thề luôn á. À. Cái đời sơ ấy của AS kìa. Ơ ai quạt quạt đi. Cái gì? Lấy khu mình anh bắt. Cái gì lấy khu gì? À đạn, à đạn cung đúng không? Cái gì? Ờ, ý mua lùi đầu tiên, đánh vào lùi đi. Rồi, đợi anh xíu, đợi anh xíu. Làm đi, em. Làm đi. Là làm gì vậy? Làm gì đây? Rồi, hiểu. Ồ, rồi, ok, đợi anh xíu. Ê, nó gọi tiếng Anh kìa, Rồi, đợi anh xíu. Rồi. Cái gì đây? Ủa, chắc muốn lùi kêu vậy mà. mày ai của tôi, trời mày ai nhìn nhìn sai cái xấu hả, ui trời mày đánh xấu đi anh muốn lùi kêu vậy mà anh có biết gì ai nó chạy xuống à, tìm biết kìa, muốn lùi kêu vậy mà, trời ơi muốn lùi ghê quá à, không tin luôn á. Ừ, kêu hồi giá đi. Ba người liền, một ông chỗ thính trên đầu nhá, với một ông kia. Nhớ cái mặt tươi đó. Không thính phục. Vô công rồi. Cho nhà thôi. Ngục qua nhưng mà nó cứu rồi. 165 máu, mọi người ơi, một máu. Gục chết một, đi. Gục một. Đấy không? Đấy, đừng, anh Kim, anh Kim vào cái... Ok. Cái mạng nữa. À, nó chết. Mẹ rồi. Như củ cải ấy. Phí 300 nè. Môn lùi bậy quá. Môn lùi kêu AS làm như vậy nha. AS không. Hả anh tiếp nữa không à. Môn lùi bậy quá. Thôi đi. Ghê quá. Anh không. Anh thấy ghê quá. Anh cảm thấy phản cảm quá. Tôi sợ quá. Trời ơi. Mất 15 tuổi á mọi người. Mình cái gì? Sarang 15 tuổi hả? Đúng rồi. Mẹ Sarang 15 tuổi chắc mình là 1 tuổi quá. Đêm. Anh tính nói là ừ Sarang ơi, anh có thể là cho anh lái chiến cơ huyền thoại được không? Em biết trò chiến cơ huyền thoại hồi xưa không? Không biết hả? Trên này có giáp 3 này mọi người. Mọi người giáp 3 chưa? Ấy không. Cái gì? Mẹ nữa hơn yêu show gaming TV. Tôi đi đây. Không tin luôn á. Tôi đứng này. Tôi không tin cậu luôn á Gil ạ. Ơ tôi tưởng hết người đằng này rồi, tôi tưởng mọi người lia rồi kìa, chạy ra kìa. Tôi lên tôi lúc cái giáp ba. Giáp ba nè mọi người ơi, chết meo luôn. Tội nghiệp Gil. Không máy đỏ nữa. Kia đang sầm chớp, ngoài kia dòng bè bao tố. Cần mấy người gì đây? Té đi. Nhào ra. Ăn đạn là có. Ăn đạn là có thiệt. Được em. Cứu. Cứu! Ơi! Cứu! Hay quá mọi người ơi! I love you mọi người! I love you! You! À! Mẹ! Ây da!
chạy chạy em ơi, chạy em ơi. Cảm ơn đã cứu AS Mobile. Ghiêu sâu như củ cải á. Tôi mệt quá. Coi như mệt quá. Trời. Hay quá hai bạn nữ ơi. Nó chạy từ trong bò vô luôn, nó sắp nấu rồi. Mình có nỏ. Mình ghim vào đích nó. Trời ơi, 15 tuổi thì mà mấy bạn không tin được trơn. Rất là ngây thơ luôn. Hát chỉ nói kêu rồi toàn clear team rồi người ta cứ ui mắt tôi. Cái gì? Tôi bắn quá hay mắt đúng tôi. Không? Không tin được. Trong nhà gỗ hết à, ba thằng luôn. Ui da, lộn. Ấy da, mẹ đến giờ cài đặt giáp nè. Đến giờ cài đặt giáp rồi đó. Ghim vào đích nè. Ui môn lùi hay quá, môn lùi ơi. Ôi bậy cậu. Ê, leo bắn nè, bắn nè, kinh chưa? Quá kinh khủng, đến từ vị trí của môn lùi và Sarang Hê. Hello. Hoan hô. Yes. Hoan hô. Gì 15 cũng 10, 15 tròn đó mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.